sẽ thực hiện bài tập 8, viết và mô phỏng chương trình nhập dữ liệu từ 0 đến 9 từ ma trận phím để hiển thị lên dòng một QCD. Khi nhấn phím A thì nó sẽ sắp xếp chủ dữ liệu đã nhập, thứ tự tăng dần và hiển thị ở hàng 2 của LCD. Đầu tiên là lưu đồ, thì ban đầu sẽ là khai báo thư viện, các biến, các hàng, cấu hình các chân, sau đó tiến hành quét cục và tìm hàng. Kiểm tra nếu mở phím bằng 10 thì sắp xếp dữ liệu. Sắp xếp dữ liệu, nếu mà đúng thì sắp xếp dữ liệu và hiển thị dữ liệu hiển thị ở hàng 2, còn nếu mà không thì hiển thị dữ liệu ở hàng 1, và sau đó vòng lại quét cột tìm hàng, nếu mà nút nhấn là được nhấn thì lại hiển thị ở hàng 1. Tiếp theo là đến phần viết code. Thì ở đây sẽ ban đầu là khai báo thư viện của con ISA16S887 hàm thạch anh HS Hasbeth, và sử dụng mạch delay là xung là 20B. Rồi đây, khai báo chân là chân E của LCD là nối với lại là pin E2, còn chân signal là E0, chân right là E1, còn chân data 4 là nối với lại bọc D, là từ D4 đến D5, data 5 nối với lại D5, còn data 6 nối lại D6, data 7 nối lại D7. Khai báo thư viện lcd.c để sử dụng cái thư viện lcd. Khai báo biến, khai báo biến ban đầu là khai báo chuỗi 1 là để hiển thị ở hàng trên của lcd, chuỗi 2 là để hiển thị hàng dưới của lcd. Khai báo biến IK và biến tạm, hàng cột, mã phím và mã phím tạm. Đây, xây dựng cái chương trình con là tìm hàng, là ban đầu cho hàng 1 hết. Nếu mà cái pin B0 bằng 0 thì hàng bằng 0. Nếu không thì pin B1 bằng 0 thì hàng 1. Đó, nếu mà pin B2 là từ 0 cho tới từ hàng 0 cho tới hàng 1, thì nếu cái nào mà nó nhận được dữ liệu đó thì cho nó là cái hàng đó. Chạy từ hàng 0 tới từ hàng 0 tới hàng 3. Và đây là chương trình con kpress, này là để tìm ra cái hàng của nó. Kpress là hàm nhấn tìm cột để tính ra được cái mã phím. Ban đầu cho quét cột là trường hợp 1 là quét cho B7 bằng 0,
sau đó tìm hàng, rồi lại cho 37 bằng 1 lại. Tương tự với lại các hàng các cục tiếp theo, cục 0, 1, 2, 3. Sau đó, nếu mà hàng, nếu như mà có tín hiệu, có dữ liệu đến từ hàng đó, thì mã phím sẽ được tính như sau, là mã phím bằng cột nhân 4 cộng hàng. Và chúng ta đã tính được mã phím ở trong cái chương trình K-Press này. Tiếp theo cái chương trình 4x4 là chương trình để lưu trữ cái mã phím và để lưu trữ mã phím và chống dội. Đó là chương trình con K4x4. Và chương trình chính là ban đầu cấu hình cái cổng D và cổng E là output, sau đó gọi hàm LCD init để sử dụng thư viện LCD, rồi while to gọi cái hàm K4x4 ra để mà để khai báo được cái mã phím hiện tại. Nếu mà mã phím, và sau đó nếu mà mã phím ở đây có nghĩa là có nút nhấn, thì nếu mã phím bé hơn 10 thì thực hiện quét từ 0 đến 15 cho chuỗi y. Rồi chuỗi 1 này là chuỗi 1 để hiện ở hàng trên, là khi mình ấn là nó sẽ hiện chính xác hàng trên là gì. Còn mà chữ 1 sẽ bằng mã phím cộng cho 0x30. Rồi sau đó chỉ đến con trỏ 11, chỉ con trỏ đến một vị trí 11, rồi cho chạy y0 đến lại y cho đến y bằng 15 thì LCD sẽ hiện hàng trên là output, sẽ hiện trên là cái chuỗi 1y này. Rồi nếu mà phím nhấn bằng 10 là phím A mà thầy muốn đưa ra, phím A là yêu cầu đề bài cho, thì for y bằng 0 cho đến y bằng 16, y bé hơn 16 y cộng cộng là chuỗi 2 sẽ lấy lại nguyên cái chuỗi 1 này, cái chuỗi 1 mình đang có trên này. Sau đó cho chạy k từ 0 cho tới 14, vì nó sẽ bị mất một cái phần dữ liệu, phải có bộ nhớ tạm mới lấy được. For y từ 0 từ y bằng k cộng 1 y bé 16, thì nếu mà chuỗi k đây là so sánh, nếu mà chuỗi 2 k lớn hơn chuỗi 2 y thì cái bộ nhớ tạm sẽ lưu cái chuỗi 2 k này lại để sắp xếp lại với lại chuỗi 2 y, sau đó khai báo là chuỗi 2 y bằng tạm, rồi đưa con trỏ đến vị trí hàng 2, rồi cho hiển thị chuỗi 2 là cái sắp xếp. Rồi tiếp theo là đến phần mô phỏng. Đây là chương trình phím nhấn. Mặt nguyên lý của mình là như thế này. Crystal xài 10m, Thạch Anh ở đây xài 10m, và đây là nút nhấn để mà reset cái con vi xử lý này. Ở đây
Xong ở trong này mình cũng dùng 10 mê luôn. Bài thứ 8 mình bắt đầu chạy mô phỏng của bài này là đây là các phím nhấn từ A, B, C, D là 1. Đây là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khi mà ấn nút 10 thì sẽ sắp xếp lại. Thì ở đây em đã làm theo thứ tự cho nên là nó sẽ hiển thị lại giống nhau. Còn nếu mà viết lộn xộn, nhấn lộn xộn thì nó sẽ sắp xếp. Sau này sắp xếp từ từ thấp đến cao, từ trái qua phải là số nhỏ đó là số lớn nhất. Rồi, xin cảm ơn thầy và các bạn đã xem video.